thêm 39 người trên du thuyền ở Nhật Bản nhiễm virus corona. Tính đến hết ngày 11 tháng 2, tổng số người nhiễm virus corona chủng mới trên du thuyền Diamond Princess neo ở cảng của Nhật Bản là 175 người. Reuters dẫn lời Bộ Y tế Nhật Bản Kato hôm nay cho biết, giới chức nước này phát hiện thêm 39 ca dương tính với virus corona chủng mới COVID-19 trên du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly ở cảng Yokohama của nước này. Trong số 39 ca nhiễm mới, có 10 thành viên thủy thủ đoàn, 10 hành khách Nhật Bản và các hành khách đến từ 11 quốc gia khác nhau, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, 4 người trong tình trạng nghiêm trọng. Ngoài ra, còn có thêm 1 ca nhiễm nữa là nhân viên phụ trách cách ly. Như vậy, hiện tại đã có tổng cộng 175 người trên tàu này nhiễm virus corona mới. Du thuyền Diamond Princess chở hơn 3.700 người, gồm hành khách và thủy thủ đoàn. Du thuyền bị cách ly từ ngày 3 tháng 2 sau khi một hành khách từng lên tàu trước đó được giới chức Hồng Kông xác định dương tính với virus corona chủng mới. Kể từ khi bị cách ly, số ca nhiễm virus corona chủng mới trên tàu liên tục tăng. Theo kế hoạch ban đầu, con tàu sẽ bị cách ly ít nhất tới ngày 19 tháng 2. Tuy nhiên, hãng tin Kyodo cho biết chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ sớm cho phép những người già và hành khách bị bệnh mãn tính rời du thuyền để tránh tình trạng lây chéo. Khoảng 80% hành khách trên tàu trong độ tuổi từ 60 trở lên, với 215 khách trên 80 tuổi và 11 khách trên 90 tuổi, báo Japan Times cho biết. Tàu Diamond Princess được coi là nơi có nhiều ca nhiễm virus corona mới nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục, nơi đã có 1.100 người tử vong và hơn 44.000 người nhiễm bệnh viêm phổi cấp vì virus này.